Em chào quý vị khán giả đã quay lại với kênh YouTube của em Hải ngày hôm nay. Hiện tại thì em Hải đang có mặt tại cái ngôi nhà cũng như là cái sự việc của câu chuyện của cô thiếu nữ mà bị cái kẻ hàng xóm coi như là đã xâm hại và đã làm cho bé 14 tuổi này có mang. Thì câu chuyện nó như thế nào và diễn biến nó làm sao thì em mời đại gia đình và anh chị em mình đồng hành cùng với em Hải trong video ngày hôm nay trực tiếp bên trong ha. Đây là con đường để dẫn vào trong cái khu dãy trọ phía sau đằng kia đại gia đình. Nói chung là con đường này ở dưới quê á, thì nó cũng rất là khó khăn và đường xá em tới đây thì cũng rất là xa. Nên khi em tới đây thì trời cũng đã sập tối rồi. Nên em vào để em ghi hình để chia sẻ liền cho ông bà cô chú mình xem ha. Em cảm ơn đại gia đình mình bây giờ đồng hành cùng với em vào trong video để biết thêm cái thông tin này. Trên tay của Hải đang cầm là hai loại rất là tốt về cho thiên nhiên. Bên tay trái của em Hải đó là mật ong rừng từ Sơn La, nguyên chất 100% luôn của chú anh chị à. Còn bên tay bên phải của Hải là đang cầm là nước cốt nhào. Nước cốt nhào được ủ 6 tháng mới ra được cái chai thành phẩm nước cốt nhào như hình của chú anh chị, là đặc trị những cái căn bệnh như viêm khớp, đau lưng, nhức mỏi, rồi thiếu ngủ, đau thần kinh tọa, đau nhức gai gáy xương khớp. Đặc trị rất là tốt luôn. Ông bà cô chú mình yêu quý mến những cái sản phẩm đang cần mật ong hoặc là nước cốt nhào thì có thể gọi về số điện thoại của em Hải trên màn hình để có thể chốt đơn, để có thể đặc trị và trị bệnh cho mình, và cũng như là làm cái phần quà để biếu tặng cho người thân, cũng như là đem những cái món quà mật ong cũng như nước cốt nhào để đem đi gửi qua nước ngoài vẫn được nha cô chú anh chị. Rồi, em Hải xin cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều. Với nhóm anh em của mình ngày hôm nay thì ngày hôm nay có một cái câu chuyện phải nói là hết sức là chấn động luôn. Đó, một người ở trọ như là đã dở cái hành vi là đòi bại đến với bé. Thì ngày hôm nay thì bé cảm thấy rất là buồn và cảm thấy là tủi thân, cảm thấy là xót xa thì bé mới lên chương trình coi như là cầu cứu những anh em để mà anh em ghi hình và chia sẻ về cái sự việc, cái thông tin mà ngày hôm nay bé chia sẻ. Thì chú xin trân trọng chào con ha. Dạ, chào chú. Con tên gì? Dạ, con tên Huy Dương. Hôm nay con nhiêu tuổi rồi? Dạ, con 14. 14 tuổi rồi. Thì hôm nay con đến với chương trình của chú á, thì con muốn chia sẻ, muốn gửi gắm những điều gì để đến với cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Dạ, con muốn cô chú và anh chị nào có nhìn thấy chú Trọng Quang Vũ này á thì đáo lại với cô bé chứ như nàng. Ông Vũ này là sao? Con đang cầm tấm hình đó là hình của ai? Dạ, ông Trần Quang Vũ, người đã xâm hại con. Trời đất ơi, xâm hại con luôn hả? Là ông này là bao nhiêu tuổi rồi mà tự nhiên làm chuyện đó với con? Ông bà là 45, 46 rồi. Trời đất ơi, rồi lớn vậy đó hả? Rồi ông Vũ này là ở đâu mà lại làm chuyện đó với con được? Kiểu như là ông ở chung phòng trọ với con á, xong rồi con đi chơi chung với lại mấy đứa con gái của ổng. Trời đất ơi, là con là coi như chơi chung với những đứa con gái của ổng. Rồi dạ. Cái ông Vũ, ổng có hành vi dụ dỗ con hả? Dạ. Trời đất ơi, mà ông Vũ này là dụ dỗ con bằng cách nào? Lần đầu tiên á thì ổng xuống dưới phòng của con, ổng rủ con lên trên phòng của ổng chơi. Rồi, sao chơi chung với lại mấy đứa cô gái của ổng. Nhưng mà trong khi đó là con vừa mới thấy là mấy đứa cô gái của ổng đi ra ngoài hết rồi, chạy xe đi đâu hết rồi. Thế là con mới hổng lên. Thế là qua hôm sau á, là ổng mới kiểu như là kêu mấy đứa gái của ổng xuống kêu con lên. Con cũng đi theo lên. Thì khi mà con đi theo lên thì sao? Con cũng chơi như bình thường thôi, nhưng mà kiểu như là ổng rủ con lại ăn cơm. Rủ con lại ăn cơm luôn. Rồi sao nữa? Con vẫn ở lại ăn cơm với ổng. Xong rồi cái tới tối á, con đợi hoài mà chưa thấy mẹ con đi buôn bán về. Là mẹ con đi buôn bán. Là dạ. Ở nhà phòng trọ là chỉ có con ở nhà ở phòng trọ thôi. Dạ. Thì cho nên cái ông Vũ thầy mới rủ con đi chơi, rủ con lên nhà ổng chơi. Dạ.
là phòng của ổng gần cái phòng của con hay sao? Dạ phòng của ổng ở ngoài trước lên trên một cái lầu nữa. À rồi, rồi rồi cái đêm đó làm sao, xảy ra làm sao chú kể chú nghe. Dạ kiểu như này xong rồi con mới ngủ lại, ổng ngủ ngủ lại ổng kêu là thôi con ngủ lại đi. Ừ. Rồi đợi ba mẹ về rồi chú kêu. À. Thì con cũng tin, con cũng nghe, con cũng ngủ lại. Mà con ngủ chung với lại hai đứa con gái của ổng trên gác. À. Là kiểu như là tới con đoán khoảng chừng 11, 12 giờ khuya. Rồi. Là kiểu như là con cảm giác thấy lạnh quá. Xong mà con mới giật mình thức dậy á, là con nhìn lại là trên người con là không còn bận cái gì hết. Không còn bận gì luôn. Dạ. Còn ổng thì đang ngồi ở ngay chân chỗ cái cầu thang. Ủa? Vậy lúc lúc đó là ổng đang ngồi đó còn không có ngồi chung với con hả? Dạ không. Ổng ngồi ngay chân cái cầu thang, ngay chân chân của con gái lớn của ổng. À. Là trên con nhìn lại là trên người ổng là cũng không có bận cái gì luôn. Rồi, là con mới giật mình con la lên. Ừ. Con la lên thì ổng nhào tới ổng bịt miệng con lại. Xong rồi ổng mới lấy hai cái tay của ổng á. Ông vịn, ông nắm hai cổ tay con lại. Còn sao nữa rồi tiếp tục là ông làm rồi gì con ông hả? Thực hiện cái hành vi đồi bại của ông. Rồi đó coi. Rồi những đứa con gái của ông là có bao nhiêu tuổi, nhỏ hay lớn con? Dạ đứa con gái lớn của ông thì được 13 tuổi. Ừ. Còn đứa kế thì mới 10 tuổi thôi. Rồi đó coi. Rồi khi mà lần đầu tiên nó xảy ra là ông làm trong đêm đó bao nhiêu lần? Dạ một. Một lần. Ở lúc đó là con có la không? Con la lên thằng con trai lớn của ổng cũng nghe. Ừ. Nó chạy lên, nó đi lên cầu thang á. Ừ. Thì nó nằm ngủ ở dưới, nó đi lên nó thấy xong rồi cái nó mặc kệ con, nó quay xuống nó ngủ tiếp. Ừ, nó quay xuống. Là khi mà con đang ngủ là ngủ ở trên gác. Dạ. À trên trên phía trên, còn coi như thằng con trai là khi mà nghe cái tiếng động là thằng trai leo lên. Dạ. Nhưng mà coi như là vẫn làm ngơ, coi như con trai quay xuống lại luôn. À rồi coi như là để cho cái ông đó làm chuyện đó với con. Dạ. Là coi như ổng làm như vậy thì ổng làm có dùng những cái gì nữa không hay là chỉ làm luôn? Chỉ làm vậy thôi. Làm vậy thôi, là không có dùng gì nữa hết, có làm những cái gì khác không hay là chỉ có làm vậy thôi? Chỉ vậy thôi. Có ôm hung hít con gì không? Không. Chỉ làm vậy thôi, thực hiện hành vi vậy luôn. Dạ. Rồi khi mà xảy ra cái sự việc đó thì con biểu hiện trong người mình như thế nào? Có cảm thấy mệt mỏi hay là như thế nào không? Chỉ là con cảm thấy rất là sợ. Ừ, con sợ. Thì khi mà con xảy ra cái việc đó thì con có tâm lý là con sẽ về con báo lại cho cha mẹ mình không? Biết không? Dạ có. Sao? Rồi lúc đó con có về báo không? Dạ không, kiểu như là ba mẹ con đi buôn bán á là 5 giờ là nó đi rồi. Ừ. Là tới 9, 10 giờ, có khi là 11 giờ mới về không chừng. Ừ. Cho nên là con cũng không có thời gian để mà nói. À, không có thời gian nói. Thì cho đến thời điểm bây giờ là cũng từ cái lúc mà xảy ra là tháng mấy? Dạ đầu tháng 5. Đầu tháng 5, bây giờ là hiện tại là tháng 8 rồi. Tháng 8 thì cũng đã trải ra 3 tháng rồi. Thì ổng đã thực hiện những cái hành vi đó nhiều lần không con? Dạ nhiều. Rồi 20-30 lần không? Trời đất ơi, nhiều vậy? Rồi ổng có những cái lần đó tiếp theo là ổng có ôm hung hay sao con không? Dạ có. À, rồi con có cảm thấy sợ hãi không? Có. Làm sao tự nhiên con không có khi mà xảy ra vậy thì mấy lần sau nữa con không có nói hay là con báo với cha mẹ hay là anh chị em của con? Dạ, kiểu như là ổng lấy những cái đoạn clip ổng quay con ra ổng đe dọa. Ổng có đưa những cái đoạn clip đó cho con xem không? Dạ không, ổng chỉ nói để mà đe dọa con thôi. Rồi ổng có từng là coi như dụ con là sẽ cho tiền con hay là làm cái gì cho con không? Dạ không. Không luôn, chỉ có vậy thôi. Trời đất ơi, trên đời này cũng có những cái thành phần như vậy nha cô chú chị. Rất là loạn cả rồi. Thực sự ra mà nói thì cái ông này là 40 mấy tuổi. Thì theo lời chia sẻ của bé thì hiện tại thì khi mà phát hiện ra là con đã có gì rồi hả? Con, dạ. Có em bé ha. Rồi con bé thì gia đình mới phát hiện. Dạ. Là coi như là lúc đó là có em bé là em con nói với lại cha mẹ chưa hay là người khác nói lại với cha mẹ con? Dạ người khác nói lại. À. Là bà chủ phòng trọ là con kêu bà ngoại nuôi. À lúc đó là sao phát hiện được hay vậy? Dạ kể như là bà ngoại nuôi con á là thấy con mệt. Ừ.
ăn uống không được chứ lại ói nhiều nữa. Rồi là coi như dẫn nó đi siêu âm hay sao? Dạ, là Siêu mới dẫn con đi khám để mà lấy thuốc về cho cô uống. âm. Ừ. Thì khi mà dẫn con đi siêu âm hay là lấy thuốc? Dạ, dẫn con đi khám trước là mới biết là ra được là cái kết quả đó. Ra là kết quả là có bầu. Dạ. Rồi thai con của cái ông nào? Con của ông đó hả? Dạ. Rồi ngoài cái ông đó ra là con có, hồi đó giờ con có bạn trai hay là gì không? Dạ không. Luôn là không có hen. Là coi như chỉ có một mình ông này dụ con thôi. Dạ. Là lần đầu tiên cũng là ông này. Là coi như ông này là đưa vô luôn. Dạ. Không có, rồi rồi ông ngoài cái những cái vấn đề đó rồi ông có những cái hành vi gì khác lạ nữa không? Hay là bắt con làm cái này cái kia Dạ không. không? Mà chỉ có làm vậy thôi chứ không có bắt con là làm cái gì cái kia của ổng. Dạ. Coi như là chỉ có ổng đến là cái nhiêu đó thôi. Trời đất ơi. Chấn động luôn trời. Rồi á thì giờ hiện tại là khi mà biết con biết là con có vậy đó thì con có nói với người ta, nói với gia đình, Dạ. bà ngoại nuôi con, nói với ba mẹ của con ha. Dạ. Rồi khi mà nói xong rồi đó thì ba mẹ cũng có liên lạc với cái ông này không? Dạ có. Ừ, có rồi. Cái ông này hiện tại là bây giờ cái ông này đi đâu con biết không? Dạ không, ổng bỏ trốn rồi. Khi mà phát hiện ra là bỏ trốn hay là ông bỏ trốn trước đó rồi con? Ổng bỏ trốn trước đó rồi. À, cái là ông nghi là ông bỏ trốn rồi. Dạ. Bỏ là coi như dẫn hết những người con của ông đi luôn hay sao? Dạ. Trời đất ơi. Rồi ông không có vợ gì hết hả con? Dạ, ổng có vợ nhưng mà vợ ổng bỏ đi được năm mấy rồi, có chồng khác rồi. À, bỏ đi rồi, coi như là ông này ông làm công việc gì con gái? Dạ, làm công ty. À, ông làm công ty thôi. Dạ. Thì một mình ông là lo hết mấy đứa con hả? Dạ. Trời. Lo mấy đứa con rồi giờ còn tạo nghiệp nữa. Trời đất ơi. Quá trời quá đất luôn. Giờ là coi như tự nhiên vợ bỏ đi thì giờ lo mấy đứa con không lo, coi như giờ còn ham hố rồi, coi như là có những hành vi mà coi như thiếu suy nghĩ, mất cái đạo đức, mất đi cái nhân văn. Coi như là làm con bé người ta là coi như mới có mười mấy tuổi thôi đã coi như là coi dính bầu rồi. Thì khi mà con dính bầu đó thì con cảm thấy con có hận người đàn ông này Dạ có. không? Ừ, sao kể chú nghe coi. À, coi như là những cái lúc mà ổng làm vậy đó, ổng có hứa là ổng có cho con cái gì không, Dạ không. hay là ổng chỉ đe dọa thôi? Ông chỉ đe dọa thôi. Ừ, đe dọa ngày này qua ngày nọ luôn. À, cứ liên tục xảy qua trôi trôi qua như vậy. Dạ. Ừ. Ông không có giờ sử dụng một cái gì hết để bảo vệ hết, chỉ có sử dụng thẳng tiến luôn. Dạ. Rồi đúng rồi. Rồi ổng có làm gì khác nữa không? Con chú hỏi thiệt, ổng có làm gì khác con nữa Dạ không. không? Ừ. Rồi chị làm thứ nhất là đã nắm cán con sợ sệt, rồi con lo lắng, con không có thông báo cho ba mẹ con, cho nên dẫn đến cái ngày hôm nay. Nếu mà ngày hôm đó mà xảy ra lần đầu tiên mà con báo với lại cha mẹ là tiếp chắc chắc chắn một điều rằng là ngày hôm nay con sẽ không xảy ra cái vấn đề như thế này, đúng không? Dạ. Ừ, thôi bây giờ cha mẹ cũng cũng thương con, tại vì con cũng trẻ người non dạ, thì cũng bởi vì bị uy hiếp thôi, bị đe dọa thôi thì con mới 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 như vậy ha. Dạ. Chứ thì thật sự ra là nếu mà để một con người đã đi đưa vô thế rồi, đôi khi cũng khó, như cô dính vậy đôi khi cũng không có thể nào mà trách bé này được, tại vì bé nó cũng rất rất là nhỏ, cái suy nghĩ của nó không có giống như là suy nghĩ của những người trưởng thành, người lớn, cho nên là cũng 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 thông cảm, hết sức là thông cảm. Rồi bây giờ như thế này ha con, thì con có ước ước nguyện như thế nào không, con có nói với cô chú anh chị một lần nữa cho rõ ràng đi. Con chỉ mong rằng cô chú và anh chị cộng đồng mạng này chia sẻ rộng rãi ra để mà sớm tìm bắt được cái chú Trần Văn Vũ này đem ra luật pháp. Ừ. Ý ước nguyện của con đến với chương trình của mấy chú là như vậy thôi ha. Thì bây giờ như thế này của chú anh chị, thì bây giờ bé nó cũng chia sẻ cũng rất là nhiều lần, coi như cái ông này đã làm với bé, thì bé cam đoan đây là những lời nói của con là sự thật không con? Dạ có. 100% cho con nhé. Dạ. Thì bây giờ như thế này, chú cũng xin phép là coi như là con gái cũng như là ba mẹ con ha, Dạ. thì là coi như để cho chú truyền tải cái nội dung cũng như là hình ảnh của con, cũng như là hình ảnh của mẹ con, Dạ. gia đình của mình lên trên mạng xã hội, con có chấp nhận điều đó Dạ có. không? Ừ. Thì nói chung là cũng không có yêu cầu rồi chú, mấy chú gỡ xuống nha, tại vì mấy chú cũng làm cũng muốn là chia sẻ những gì nguyện ước của con tìm với
tới mấy chú. Dạ. Như là con cũng tìm mà mẹ con cũng tìm ha. Vâng. Rồi thôi bây giờ như thế này, chú cũng chúc con sớm vượt qua cái cú sốc này ha. Dạ. Rồi cơn mưa nào thì cũng phải có lúc tạnh thôi. Đó. Sau cơn mưa thì trời sẽ sáng con nhé. Dạ. Tương lai của con, đường đi của con còn rất là dài. Đó, cho nên là chú cũng muốn coi như là chia sẻ lên thôi. Còn vấn đề là bịt khẩu trang và che mặt bé lại thì cô chú anh chị cũng biết rồi. Tương lai của bé nó còn khá là dài và rất là rộng mở. Thì trong tương lai thì bé cũng sẽ có một người chồng tốt đẹp thôi. Chứ cũng không có thể nào mà để cái hình ảnh của bé mà rõ mặt được lên cho cô chú anh chị mình xem được. Cho nên là cô chú anh chị, những người lớn tuổi, những người mà theo dõi kênh anh em thì hết sức là thông cảm cho cái vấn đề này. Cái vấn đề rất là nhạy cảm, có thể là ảnh hưởng hệ lụy đến sau này đối với bé. Cho nên anh em tụi em phải như thế. Dù bé không bịt khẩu trang thì anh em của tụi em cũng phải che mặt lại thôi ha. Thì bây giờ như thế này thì chú cũng chúc con nhiều sức khỏe ha. Thì chú cũng xin khép chương trình tại đây ha. Vâng. Rồi, chú chào con gái nha. Dạ. Rồi, chào con em. Bye con. Trên tay của Hải đang cầm là hai loại rất là tốt về cho thiên nhiên. Bên tay trái của em Hải đó là mật ong rừng từ Sơn La, nguyên chất 100% luôn của chú anh chị à. Còn bên tay bên phải của Hải là đang cầm là nước cốt nhào. Nước cốt nhào được ủ 6 tháng mới ra được cái chai thành phẩm nước cốt nhào như hình của chú anh chị, là đặc trị những cái căn bệnh như viêm khớp, đau lưng, nhức mỏi, rồi thiếu ngủ, đau thần kinh tọa, đau nhức gai gáy xương khớp, đặc trị rất là tốt luôn. Ông bà của chú mình yêu quý mến những cái sản phẩm đang cần mật ong hoặc là nước cốt nhào thì có thể gọi về số điện thoại của em Hải trên màn hình để có thể chốt đơn, để có thể đặc trị và trị bệnh cho mình, và cũng như là làm cái phần quà để biếu tặng cho người thân, cũng như là đem những cái món quà mật ong cũng như nước cốt nhào để đem đi gửi qua nước ngoài vẫn được nha cô chú anh chị. Rồi em Hải xin cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều.